Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video em giới thiệu bạn tham gia chương trình AirGroup nhận 4 đô token có ký hiệu là STURT này các bạn. Chương trình AirGroup này dành cho 5.000 member nha các bạn. Thì mỗi member sẽ nhận được 4 đô token các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group kênh trailer này các bạn. Mình làm nhanh đặng mình có chỗ đứng trước các bạn. Cho tham gia trước rồi các bạn join vào kênh group nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn join vào kênh seller nè. Tại 5K1 của ta. Không sao đâu. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter cho Rewit. Trên tại Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chia sẻ cho Twitter nè các bạn. Mình test lại nha các bạn. Hiện tại con chắc của nó. Phải rồi tiếp tục các bạn mới đắp lên nữa các bạn. Rồi tiếp tục dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ username Telegram các bạn đã xong xào ở nhóm group các bạn. Cộng anh 4 số 1 nè. Cộng anh 3 số 1 3 số 2. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow rồi các bạn. Cộng win VNNH9 các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB sẽ match trên bet 20 nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate nha. Kèo này các bạn nên làm nhanh mới để có cơ hội chiến thắng các bạn. Rồi các bạn sẽ chép nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại nè các bạn. Bạn dán vô đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ username gaffer này thì các bạn điền giùm mình @anh 4 số 1. Ủa @3 số 1 3 số 2 nha các bạn. Mình có để phần link mô tả video các bạn mong gửi là xong các bạn. Ok vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận tập cần có hiệu lệnh STURT đến đây cũng kết thúc các bạn. Chị mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.